Sau gần 2 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Đảng bộ xã Thượng Ấm huyện Sơn Dương đã tập trung lãnh đạo nhân dân, nỗ lực vượt qua khó khăn, khai thác tốt tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thượng Ấm nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế bền vững, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt gần 58 triệu đồng một người một năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2% và quyết tâm phấn đấu trở thành xã nông thôn mới vào cuối năm nay. Để cụ thể hóa các chỉ tiêu nghị quyết, Đảng Bộ xã Thượng Ấm lựa chọn những nội dung phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Trong đó, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân được xác định là trọng tâm xuyên suốt vì vậy cùng với tập trung xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng xã đã triển khai tích cực các giải pháp ưu tiên cho phát triển nông nghiệp đưa ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất chăn nuôi khuyến khích hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế gắn với tiềm năng thế mạnh của địa phương đảng bộ xã đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về xây dựng quy hoạch cơ cấu kinh tế đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo mô hình xa trại, trang trại. Thực hiện có hiệu quả các đề án sản xuất nông lâm nghiệp, nhất là đề án xây dựng cánh đồng có thu nhập trên 100 triệu đồng một hecta một năm. phấn đấu nâng hệ số sử dụng đất lên 2,9 lần, chủ yếu trồng cây ăn quả, trồng rừng, cây rau màu và chăn nuôi gia súc gia cầm. Sau 2 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, thì đối với xã thượng ấm của chúng tôi thì đánh giá lại thì đã thu được rất nhiều cái kết quả tốt đẹp kinh tế thì được phát triển đặc biệt là việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng là sản xuất hàng hóa có chất lượng cao cái hai là đời sống kinh tế của nhân dân là từng bước được nâng lên và chúng tôi đã ban hành những nghị quyết chuyên đề là phấn đấu xây dựng xã thượng ấm hai năm 2022 là đạt chuẩn xã nông thôn mới. Thì hàng tháng thì chúng tôi đều có cái nghị quyết lãnh đạo chỉ đạo và cụ thể hóa các cái chủ trương cái sách của Đảng pháp luật của nhà nước và các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cũng căn cứ vào các nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy để là xây dựng các kế hoạch rồi chương trình tổ chức thực hiện có hiệu quả. Hiện nay thì thu nhập bình quân đầu người thì chúng tôi đã đạt trên 44 triệu một người trên một năm. Phấn đấu đến 2025 thì sẽ đạt 57 triệu đồng trên người trên năm. Đến thôn Cận, một thôn điển hình trong các phong trào thi đua ở địa phương, với hơn 70 hộ gia đình, chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp, nhưng mức sống của người dân ở đây khá cao so với bình quân chung của toàn xã nếu như trước đây sản xuất mang tính độc canh cây lúa thu nhập không cao thì nay dưới sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền vận động bà con đã thay đổi được nhận thức và tập quán canh tác người dân đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật để thâm canh tăng vụ nâng cao năng suất cây trồng vật nuôi đồng thời tích cực chuyển đổi sang trồng các loại cây rau màu ngắn ngày nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao À, từ khi tôi trồng uh, chuyển đổi chuyển trồng lúa sang trồng dưa thì của kinh tế nó sáu sao này năm vụ vụ nó mà giá là được khoảng uh, 40 mươi triệu so với trồng lúa thì nó được hơn nhiều những năm gần đây bà con trong thôn đã tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi trong đó tập trung vào thâm canh các loại rau màu ngắn ngày kết hợp phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm theo hướng sản xuất hàng hóa và trồng rừng. Hiện nay, hầu hết các hộ gia đình trong thôn đều có diện tích đất để trồng rừng. Nhà ít thì có từ 1 đến 2 hecta, nhà nhiều thì đến hàng chục hecta. Do được hướng dẫn khoa học kỹ thuật nên rừng trồng của bà con đều phát triển tốt và trở thành cây làm giàu cho nhiều hộ dân nơi đây. Điển hình như gia đình ông Khẩu Văn Phòng với gần chục hecta rừng được ông chuyển sang trồng giống bạch đàn lai mô. Do phù hợp với chất đất, nên chỉ sau một năm, cánh rừng bạch đàn của gia đình ông phát triển rất tốt. Ngoài cái vườn này với rừng thì chúng tôi dùng cái ăn quả ví dụ như cây bưởi diễn, hay là cây bưởi xoay hà, hay là cây hồng 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 giòn. Thì có nghĩa là cái vườn nhà tôi đến nó tầm một mặt hát là tôi phun kín rồi một số là được thu một ít rồi một số là uh, sắp chuẩn bị thu thì riêng ong của tôi thì một năm thì tôi cũng thu được bảy tám mươi triệu kể cả bán giống và bán mật thế còn cây ăn quả thì một năm thì cũng mới được ít thôi thế tức là mới 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 thu hoạch được ít tức là một số mới dòng một số mà rồng cách đây mấy năm thì cũng được hai hai mươi triệu tiền hoa quả nhãn và bưởi mít thế còn rừng thì mới dòng vâng rồng thì tôi mới dòng uh, năm ngoái mới bắt đầu rồng. tức là cây mới được một năm tuổi hơn tí thì nhưng cây cũng to đẹp. Nguồn thu nhập từ trồng rừng, chăn nuôi gia súc gia cầm đã giúp cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện. Trong thôn chỉ còn 4 hộ gia đình thuộc diện nghèo. 98% số hộ gia đình có nhà xây kiên cố. Mua sắm được nhiều phương tiện sinh hoạt đắt tiền. 100% hộ có điện thắp sáng, con em có điều kiện học hành đặc biệt trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người dân đã tự giác thực hiện tốt các phong trào thi đua ở địa phương. Trong vài năm nay được đảng, nhà nước quan tâm, thế rồi thì là đối với chính quyền thì xã với thôn thì chúng tôi thì cũng vận động bà con làm sao mà mà, làm kinh tế để xây dựng nông thôn mới. Thế thì đường làng ngõ xóm trẻ sẽ, đường bê tông gần 100%. Các gia đình xây cất nhà cửa cũng gần 100%, 100%. Do làm tốt công tác tuyên truyền vận động, cùng với tính cần cù, chịu khó và sự năng động của bà con nhân dân trong thay đổi phương thức canh tác, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa nên nhiều hộ dân đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu một cách bền vững. Điển hình như gia đình bà Phạm Thị Ái, trước đây cũng là một hộ nghèo nhưng từ khi được vay vốn đầu tư và phát triển chăn nuôi bò sinh sản theo hướng nhốt chuồng, kinh tế gia đình bà đã từng bước được cải thiện. Bình thường thì mỗi, mỗi năm thì tôi cũng bán được ba con bò bê. Con bò bê thì cũng mỗi con cũng được trên chục triệu. Đấy, gia đình nhà tôi cũng ít nữa thì cũng sau này là cũng muốn mở rộng quy mô cho nó dễ dàng hơn là cho nó thoát khỏi cảnh đói nghèo. Cùng với việc tích cực sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, Đảng Bộ Xã đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, ký kết ủy thác vay vốn qua các ngân hàng, hỗ trợ người dân mua con giống, phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Vận động nhân dân đầu tư vốn phát triển kinh tế hộ, tập trung vào chăn nuôi đại gia súc, xóa bỏ tập quán thả sông, tham gia các lớp tập huấn, đào tạo nghề. Thông qua cách làm này, nhiều hộ dân đã thoát nghèo, vươn lên phát triển kinh tế một cách bền vững. Nhiều người họ cũng nuôi trâu bò thì mình cũng hôm nay cũng nuôi thử xem là có hiệu quả hay không. Nếu có hiệu quả thì gia đình chúng tôi cũng mở mang thêm cái chuồng trại rộng nhà thêm. Trong lãnh đạo, Đảng bộ xã Thượng Ấm chú trọng nâng cao năng lực của các chi bộ thôn bản, gắn lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với chủ trương xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, xây dựng các mô hình chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp. Với tinh thần đó, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, trong đó nâng cao thu nhập cho người dân. Thượng Ấm vận động nông dân tích cực chuyển đổi cây trồng vật nuôi, tập trung cải tạo vườn tạp, tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, góp phần tăng giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác. Ngoài ra, xã còn khuyến khích và tạo điều kiện cho các hộ có nhiều mô hình cách làm sáng tạo trong trồng trọt chăn nuôi, phát triển ngành nghề dịch vụ, xuất khẩu lao động, làm việc ở các khu công nghiệp. Từ đó đã có phần nâng cao thu nhập cho người dân. Thực hiện sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng ủy, và sự chỉ đạo của ủy ban dân xã thì đối với tri bộ là về cũng tổ chức họp tri bộ xây dựng nghị quyết lãnh đạo sát với tình hình thực tế tại địa phương và cùng nhau là lãnh đạo nhân dân tổ chức thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội an ninh quốc phòng tại thôn bản thì đến giờ phút này thì đối với thôn cận là công tác là xây dựng về đích nông thôn mới hoặc là tất cả các cái chương trình đều hoàn thành đời sống nhân dân nói chung là cũng ổn định. Hiện nay, Thượng Ấm đã hoàn thành 14 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Còn các tiêu chí chưa đạt như giao thông, cơ sở vật chất nhà văn hóa, y tế, môi trường, Đảng Bộ Xã xác định đây là cuộc vận động mang tính toàn diện, rất cần sự đồng thuận, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục tập trung tuyên truyền chủ trương, cơ chế, chính sách, trách nhiệm và quyền lợi của người dân trong xây dựng nông thôn mới huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tiếp tục thực hiện tốt phong trào bê tông hóa đường giao thông, kiên cố hóa kênh mương, chỉnh trang nhà cửa, thực hiện tốt vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng cơ sở vật chất về văn hóa, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục là quán triệt các cái chỉ thị nghị quyết của Đảng, các chủ trương chính sách đồng thời là tiếp tục là tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong đó là tập trung vào các cái nhiệm vụ trọng tâm và đặc biệt là nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ 21 thì chúng tôi đã xác định các cái nhiệm vụ trọng tâm cho cả nhiệm kỳ thì chúng tôi tiếp tục là tổ chức thực hiện đạt hiệu quả và đặc biệt là trong năm 2022 là sẽ phấn đấu là đạt thượng ấm là đạt xã nông thôn mới phát huy những kết quả đạt được đảng bộ chính quyền xã thượng ấm tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế xây dựng các mô hình phát triển nông lâm nghiệp huy động nguồn lực xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế phấn đấu đưa thượng ấm trở thành xã phát triển của huyện sơn dương đây sẽ là động lực để đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã thượng ấm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết đại hội đảng bộ xã